dắt dẹp đi, người nhà đâu rồi? Bà ơi, các bà rót rót cho nó cũng được. Na na na, ta lo theo kinh áo quá nam ta làm theo bạc ta là kinh ngài à, cha ơi làm theo khi này bằng kinh lâu. Ông ơi, chăm mâm pan kìa, mâm pan con gà kìa. Xong rồi quay về hãng chăm con lợn. Sao ca nắng ca phượng lập ca nắng gió ngày nắng cao kia thơm phước mây mong nắng cao kia phong bóc những ngày nắng cao kia linh tài kia là lâu chưa khao tủ đâu rót mấy hai cái chén ở đầu ông thế thôi còn xung quanh lúc mình khao tủ mình cũng rót xuống. Bây giờ là vua Nam Tào chỉ để ăn từ đầu trở xuống thôi. Vua Nam Tào ơi kinh à vua cha nàng lòng bác thân mà kinh ngài ngài à vua Nam Tào trong đồng 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 kia đó nàng mà kinh à lâu ơi kinh à thật mô bào kinh tả mô đoá kinh hào mô kế mở khao ông kinh à ra kì mô đồn khao tổ kinh à ra đại cái mơ con cuộc mây mà gương sai tên à mình kinh à kế thám thang ảo bèn nam lê cùng đầu cai quan kinh tăng mai khả năng tăng cai tu kinh nam mạo áo mai kinh là kinh ta kinh xuất ma tiêu kinh siêu là ma tà kinh tánh xưa khai tâm linh mới nhiều. Đúng cái nghề thổ nó lạy vào để lấy hai chữ phúc đức nhưng mà nó còn xấu hổ cơ. Nó lạy này đứng như này. Mà làm cái gì ấy nhỉ? Có người đứng nửa ngúi lạy xong rồi có người lạy một phát đi luôn. Có người nó còn chăm một tay hay cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
can tie can in phong ra can lương ta can phong ma tư can xeo nằm ta can đánh sơ cây a a can nói tê bao lai can lai bao tài can lệ này bao hồng lục ma lam 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 kẹo bao nơ ai bao ao bưới mong tư 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 a bê sớm mà đầy bay bay mà ngài khinh đính đây lên cành càng đầy mắn tuy thay quý thì thà mà thấy ma thì tránh được ước gì cũng nên làm chiến tỷ được mười bao cho con lòng vì những đề người đi từ ai để tu đi đi làm trong một kiện là kiện nào em tòng đưa kiện nào đưa tòng tao kiện sốt mà đưa kiện xéo nằm ta kiện này a bao a na kiện ngài nhắn bảo ông giọt chứ lâu này ơi ơi là lột bỏ của cha mời mà ngay là ngay là bà cha mời về tổ tiên ở đó đấy của con gái về được đặt lên bàn thì được được rót được 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 con ở lâu lắm rồi không được rót cả thế đền ân đáp nghĩa nhưng mà cứ bảo thế bảo là con gái đi lấy chồng không được rót chẳng ở đây xin ở đây các nơi các rốn thì chỉ không à chỉ không 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 chết thì không được chết ở trong nhà thôi nhưng một con gà một con lợn về lỗi tổ lại về nhà bình thường này có phải xin về tổ tiên để chết gịt sống gịt thịt chết gửi xương đâu à rót cho ăn không bao giờ lỗi không cho ăn mới lỗi đây nè con trai đầu tiên cơ mà người ta gọi bà Dung mà còn chính cái này con còn chửi cái ông ở trên tầng bông con gái dẹp hết sắp ra tâm phu không được rót ông nói như thế này nha ông nhớ nha nó ông này nó không cho con gái rót cũng được từ giờ chúng mày ngày tết ngày rằm chúng mày không lấy cái gì về đặt trên bàn lấy về đặt là lỗi ông này nó suýt quẩy nó không làm được ăn là nó chửi chết từ giờ nhớ chưa thế. Ừ thì rót thế này chứ đã thế thì thôi không rót còn bàn của hai thằng nhà anh chú mày cứ rót mày cứ về đặt còn riêng cái ông cái anh cả này chúng mày đừng có mang gì đến nhá thế là hết đấy nên là có đứa con gái nào mà đi lấy chồng mà nhà chồng người không được sạch sẽ ai có cái nào cái kia thì không được về rót còn vẫn được về mang về cho mà mình có nhận hay không thôi. Hôm nay thấy các bạn thầy nói đầu tiên các bạn là con gái đi với chồng không được nhốt nhá. Các bạn xanh nhá, thầy không cần bỏ mẹ ra mình.
về nứt nứt ở mũi chuối lên này. Rõ ràng là con cái là người ta rót thì người ta còn có cầu đẩy kinh bà thuốc vi phú quý bà long cung lục đẩy sắt bên sao sao để nhào sắt bên bao nhào bên sao đẩy kinh căn này à cháo to hết đẩy kinh à để mi tức mu bao cào mu lo mi lệ mà khao mi bám mà khao tỏ lục khao áo cơ mu mà khao mà khao quan sinh quan sao mà hết làm khăn tặng tỏ chúng một chút thôi ตาเอาร้อยท้าหมดเจ็ดควันนะลูกบ่าวจะเอานำตาแอดดังแอดหนึ่งสามสิบสามปีวันไหนมีเล็กขันทองวันไหนมีฟางข้างใต้วันนำตาเอาท่าเอาร้อยท้าหมดเจ็ดควันบ่าวให้เวลงเสือพวกมานอนเพื่อมันมาดูเตือนในบ้านหลับเก็บตายให้ลูกเจ้าตื่นให้ได้อ่อนตึงตึงได้ลงกินนอนเมื่อกาจิราฟัด ไปฝึกเลยมั่งองไปไปใส่หมาไปไปไปหมาไงไปเธอตั้งได้เท่าขันลงได้อาตัวกินเมากินไม้กินอะไรกินตักกินเอาอินตองเหลือเอาเหลือต้องเท่าไรบ้านเนี่ยได้คุณมาสามกินเงินไง สงหาเอาเรื่องน้ำตาเหมือนบ่อน้ำตาเอ้ยกินน้ำเราเกี่ยวกินบ่ได้กินไรถ้าบ้านใครต้องตำดำหมาตาเอ้ยโอ้โหกินบ่แล้วเรายังขับตับตับตามเอาแค่ไหนลงดาวแค่หน้าลงมาถามมาบ้านเอาเงินมาทำบ่ได้กินไรบ้านเอาเงินเงินใช้ไปฟันไม่หยุดตัวเฮ้ยให้ลูกตัวเฮ้ยคุณพ่อแม่ cái lưng mày sang là ao ăn lớn nữa thì ăn tù năm tao ao mà ăn lớn kho này ba ơi lấy về đây một cái nhà kho để nộp tiền tàu quan
và là cha áo để mơ khó chúng ta cha áo ta mơ là phù à mà là bên cháu nằm phải trên lại bàn à mà bên ừ à mà bên này bên khỏi bàn hà la mơ dùng phù ơn hà bó mắt tô hơ bó là la la bên tà mê trên quà là bê mô phù bó tù kho bao nhiêu rồi? Không nhớ kho bao nhiêu nữa này. Cành ngọt. Tiền hai vàng. Đấy, ăn ma luôn, cái khỏe khán lục đấy. Đấy là tỏi. Một con ngôi sư thì là, tại tại cũng bạn nhà ham mê, trong họ bạn này mà mà phụ gia đình nghe này. Cả là chưa được đem vào là mơ bằng là thảo mà thôi có mãi nó là bảo hạ cái đám giá cái này đấy để bạn chọc không bằng cứ như thầy như nào bảo là như thế là nó không có đồng cô chưa được đem xong kìa ôi nó áo vào đúng nó để lộn quan dự kho con này là con này xăm thi copy hạn nặng lắm luôn xăm thi copy hạ s học s chất xăm con này tuyển thọ gì thì chất xăm thi là có dụng nhất bằng bằng xăm thi copy cũng là bằng mười bằng trên cào ăn mì có thể ọc nè mà ai mình đẩy kiên bỏ lắm lễ bố thí cô hồn này à cái hết nó hết tạ nó hết tất nó hết lễ cô hồn đó bà ơi có chắc không có cái nồng nó mà có chắc mời đã vào rồi áo thần mà áo cái là cái bật đại thiên áo ăn xong mà mình áo ăn cô hương hàn tùng trang với bên áo thế hết ị chào à cái khẩu bên là tức không bay à tức đường bay là đại đốt khẩu bên đường cứ ngủ nhăn nhăn bố thí khao cô hồn thế này xả đội ra tiên thế này mà lại kia nó phải khao ra tiên này à khao nó cần lớn đó khao bên này đấy bạn bên này à đang đi mạo cà sa làm độ 3-4-5 bát thì được để tăng ni hình thì ba nhân tượng nhìn thấy mình nhỉ nó phải ai thích giả được đâu giả đi về đâu cái số mệnh nó phải lấy mới có chỗ đặt ba hình tối tối nghỉ ở trên nhà trên bệnh viện chứ vào đây không bố đâu tiền bạc thì vẫn có tàu thôi ba hình tượng tàu như à tôi đọc khó mà này nó ta lời e a nhắn mỹ sen kép mơ tiền tinh là giả ơn tinh thật thái mơ tiền đình trả quan nọc hư lễ thông sinh hư lễ phát sinh ở đâu chim à chim cá à lễ à, chim ở đâu cá ở đâu cá nó bưng ra ngoài này đâu rồi
ơi đã để chặt vào lễ mời cò phang là mưa phù chặt áo vàng đã mơ trên trăng chặt vào kia trên ngân lòng pha vàng bằng áo thế thân ngân mê thấy mình ơi con ăn tàu ơi chân đỡ chặt vào lễ mơ cò phang ta pa pa me phua ta ba ma re nan me thae cha pa ta me chai long do ở trong nhà các lõi ở ngoài không nghe ra quá thì chúng nó bảo quá bảo ma đi đây được rồi rồi biết rồi mang đi đâu thả không thả mương à cũng mương rồi con chỉ lấy cái đuôi ra bài thằng lấy thả mương ở đâu thả mương ở đường này ở cổng làng này làng nhá sao rồi cá thì thả xuống sông. Còn cái này lúc bà mang đi ra bà quất cả tiền tàu quan này. Tiền tàu quan biết tiền tàu quan ở đâu không bà? Mâm tiền tàu quan kinh Phật Thánh ở kia nhá. Đấy ở cái mâm đấy này mang đi nộp cả này. Xong khi nộp cái này là quất cả lễ phóng sinh ngày qua để con mang đi. Cái cá kia vừa may là mang đi thả đấy. Nếu mà mang để hết ra ấy thì là lỗi đấy nhá. Mang suối được rồi đừng mang ra suối thì vừa có thể bảo người bảo ai người làm nó một bảo một người lại một người làm thì không được đâu vậy thả trước báo sau là người bảo xong lại không làm sau nó cũng không nghe lại làm xuống mương suối nó trôi đi là được rồi xuống sông to lớn đây nó đi thì nó đi hôm qua có nhà ở Hòa Bình á con còn chưa kịp tạ đất là cái ngựa mà mang xuống dưới cho bầy vâng mang đi xuống dưới đang bước mẹ đi nhà vẫn được đất dễ để táo kịp mà bảo là ôi nó chở lễ đi rồi nó bao giờ nó quay về nó mới ăn cơm mà thấy cười đau hết cả bụng ừ khẩn vệ sinh rồi nè mà cuối cùng nhắc là con đi kia về đằng nào mình cũng lấy được tiếng kêu à dễ ấy dễ quay về lúc trước thì cứ làm theo bài của bà lấy đi dùng khổ sở bây giờ ông nào con làm kinh tiền rằng lấy cái đất về đập dẻo quanh